Rất vui mừng được gặp lại quý vị và các đồng chí trong chương trình chuyên mục Quốc phòng toàn dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với các phóng sự: đào tạo kiến thức quốc phòng an ninh cho học sinh sinh viên, hội thi theo dạng chính trị năm 2023, và phần cuối chương trình là phóng sự lực lượng vũ trang tỉnh ra quân huấn luyện năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các đồng chí, đào tạo kiến thức quốc phòng và an ninh cho học sinh sinh viên là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm hun đúc, bồi đắp truyền thống yêu nước, lòng tự hào tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ năm 2022 đến nay, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế đã đào tạo cho trên 8.260 sinh viên thuộc các trường thành viên Đại học Huế. Chúng tôi đến thăm Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế vào một ngày cuối tháng 2. Trên 1.330 sinh viên thuộc trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế đang say sưa luyện tập các tư thế vận động trên chiến trường, kỹ thuật, chiến thuật, từng người từng tổ trong chiến đấu tiến công phòng ngự. Đây là bước huấn luyện mang tính tổng hợp nhằm rèn luyện cho sinh viên nâng cao trình độ vận dụng, tổng hợp các nội dung đã được huấn luyện vào xử lý liên tục các tình huống sát với thực tế chiến đấu. Trong suốt buổi tập, các học viên đã thực hành khá chuẩn các động tác cá nhân cũng như hành động chung của tập thể được thể hiện rất linh hoạt, chuyên nghiệp. Nội dung từng người, tổ trong chiến đấu tiến công là một trong những nội dung khó, nhưng với quyết tâm của các sinh viên và công tác huấn luyện được thực hiện tốt, nên các kỹ chiến thuật cá nhân, các sinh viên thực hành rất chuẩn xác. Thông qua quá trình học tập ở trung tâm, tôi đã được học thêm rất nhiều về kiến thức về quốc phòng an ninh và am hiểu được nhiệm vụ mà chúng tôi cần phải làm để gìn giữ và bảo vệ đất nước Việt Nam này. Và ngoài ra, tôi còn học thêm được rất nhiều kỹ năng như là kỹ năng mềm, cách giải quyết các vấn đề cơ bản trong cuộc sống hàng ngày, và đặc biệt là tôi được rèn luyện tính kỷ luật của bản thân. Môn học quốc phòng an ninh là một môn rất là cần thiết cho mọi công dân và đặc biệt là thế hệ trẻ như chúng em. Nó có thể rèn luyện cho chúng em sức khỏe, trí thức và tình yêu của Tổ quốc. Thứ hai, nó có thể giúp cho chúng em hiểu hết được những cái điều cần thiết mà quốc phòng an ninh mang lại. Trung tâm chỉ đạo đội ngũ cán bộ giảng viên chủ trọng gắn nội dung quốc phòng và an ninh với thực tiễn phát triển khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa xã hội và ngành nghề đào tạo của sinh viên, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phương tiện hiện đại vào giảng dạy. 100% bài giảng lý thuyết được biên soạn bằng giáo án điện tử. Đối với các nội dung quân sự, trung tâm phát huy lợi thế về thao trường, bài tập, tổ chức huấn luyện thực hành để sinh viên trực tiếp quan sát, thao tác, qua đó nắm được những tính năng cơ bản của các loại vũ khí thông thường, động tác, kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu, kết hợp với truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, cách xử lý tình huống sáng tạo để vận dụng vào thực tế. Qua quá trình học tập bộ môn quốc phòng và an ninh ở đây thì bản thân chúng tôi nhận thức rõ về môn quốc phòng, và đồng thời qua những bài học thì bản thân chúng tôi đã khơi gợi được cái tinh thần chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm vụ của người giảng viên chúng tôi không chỉ rèn luyện cho các em, trang bị cho các em những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật quân sự mà để giúp cho các em hình thành những cái tác phong quân đội, mà còn trang bị cho các em những kiến thức về quan điểm chủ trương đường lối, về nền quốc phòng toàn dân, về quốc phòng và an ninh. Qua những cái hình thức giáo dục không chỉ ở trên giảng đường mà chúng tôi còn kết hợp với nhiều hình thức giáo dục khác như là rèn luyện những chế độ nền nếp sinh hoạt trong ngày, trong tuần, giúp cho sinh viên hình thành nên cái tác phong và thói quen của mình. Và đặc biệt là để trang bị cho các em nhận thức về quan điểm chủ trương của Đảng, qua đó chuyển biến giúp cho các em yêu hơn và thực hiện theo đúng cái trách nhiệm, nghĩa vụ quân sự của mình và thực hiện tốt cái nhiệm vụ đó là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Có thể nói, môn học giáo dục quốc phòng và an ninh có vai trò và ý nghĩa rất to lớn trong việc giáo dục và nâng cao ý thức, phẩm chất, đạo đức của con người, đặc biệt là sinh viên, thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước. Trong điều kiện đất nước hội nhập và phát triển, việc nâng cao ý thức, trách nhiệm và hiểu biết về kiến thức quốc phòng an ninh là một nhiệm vụ thiết thực, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và sức mạnh dân tộc không ngừng được củng cố và lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhằm đánh giá đúng trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong của đội ngũ cán bộ chính trị,
chính trị viên tham gia công tác giảng dạy chính trị của lực lượng vũ trang tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội thi thao giảng chính trị năm 2023 cho các đồng chí là chính trị viên tiểu đoàn, đại đội, trợ lý chính trị các cơ quan đơn vị. Tham gia hội thi thao giảng chính trị lần này, các thí sinh trải qua 3 phần thi lý thuyết, phần thi soạn thảo bài giảng, phần thi thực hành. Phần thi lý thuyết bằng hình thức trắc nghiệm với các nội dung liên quan đến công tác giảng dạy, quy chế giáo dục chính trị, các kiến thức quân sự quốc phòng địa phương gắn với các hoạt động của đơn vị và các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị của đảng các cấp. Phần thi soạn thảo bài giảng, các thí sinh tìm tòi nghiên cứu tài liệu, đầu tư xây dựng đề cương và chuẩn bị bài giảng chu đáo, đúng quy cách hướng dẫn, nội dung trình bày khoa học đúng quy định. Phần thi thực hành là nội dung quan trọng của hội thi. Các thí sinh được lựa chọn chuyên đề và chuẩn bị trước bài giảng để tiến hành giảng dạy. Điểm mới của cuộc thi năm nay là phần giảng dạy, ban giám khảo yêu cầu tất cả thí sinh phải có bài giảng điện tử. Quá trình giảng dạy khuyến khích thí sinh giảng bài kết hợp phương thức giảng dạy truyền thống ghi bảng, trình chiếu PowerPoint và tương tác với người học. Thông qua hội thi lần này thì giúp cho chúng tôi, những người làm chính trị sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm và đặc biệt là kỳ nghiệp vụ sư phạm. Từ đó có thể giúp cho chúng tôi được áp dụng vào cái quá trình chuẩn bị bài giảng cũng như là giáo dục cho các đồng chí hải sĩ quan chiến sĩ hay là các cái đối tượng được giáo dục chính trị nắm bắt rõ hơn những cái vấn đề, những cái nội dung trọng tâm, trọng điểm để giáo dục được cái lòng yêu nước, nắm vững quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ được giao. Đơn vị chúng tôi là đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới, do đó là công tác giáo dục chính trị được lãnh đạo chỉ huy các cấp hết sức quan tâm để chỉ đạo. Đợt thi thao giảng chính trị đầu năm lần này là cơ hội để cho cán bộ chính trị chúng tôi trao dồi về kỹ năng phương pháp để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới. Hội thi lần này, các thí sinh đã có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung, sưu tầm được nhiều tư liệu hình ảnh, chuẩn bị đề cương bài giảng đúng quy định, khai thác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng đề cương trình chiếu công phu khoa học, bố cục chặt chẽ. Quá trình thực hành bài giảng, các thí sinh đã làm chủ được nội dung, biết kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống với ứng dụng phần mềm trình chiếu PowerPoint, kết hợp sử dụng các hình ảnh, tư liệu, liên hệ sát với thực tiễn tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, khu vực, quốc tế và đơn vị địa phương. Thông qua hội thi, để các đồng chí là cán bộ trực tiếp giáo dục, chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các đối tượng năm 2023, học hỏi kinh nghiệm từ soạn thảo giáo án, trực tiếp lên lớp, cũng như đánh giá kết quả sau giáo dục. Đồng thời thông qua hội thi, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo xây dựng ngân hàng bài giảng dành cho các đối tượng. Trên cơ sở đó, năm 2023, cái chất lượng giáo dục chính trị và tuyên truyền phổ biến pháp luật sẽ được nâng cao. Từ đó, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh xác định tốt trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hội thi là dịp để đánh giá trình độ, năng lực tiến hành công tác giáo dục chính trị của đội ngũ cán bộ các cấp, làm cơ sở giúp lãnh đạo chỉ huy nắm thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị để có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức toàn diện và năng lực giảng dạy chính trị, phát hiện nhân rộng phổ biến những điển hình tiên tiến, cách làm hay sáng tạo trong tổ chức quản lý và thực hành giảng dạy chính trị tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong thời gian tới. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, đã hoàn thành xuất sắc hội thi giảng dạy chính trị năm 2023. Kính thưa quý vị và các đồng chí, để xây dựng quân đội theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, sáng ngày 1 tháng 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự chính huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2023. Tại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có đồng chí Đại tá Thái Đức Hành, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, đồng chí Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo. Năm 2023, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc nghị quyết, mệnh lệnh của các cấp về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tổ chức huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy huấn luyện cơ bản làm cơ sở,
huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện cán bộ làm then chốt, huấn luyện sát với từng đối tượng, địa bàn tác chiến, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị từng đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục đào tạo với huấn luyện chiến đấu. Huấn luyện làm chủ trang bị, kỹ thuật có trong biên chế và làm chủ vũ khí trang bị mới, đáp ứng yêu cầu chiến đấu, phương án tác chiến, điều kiện chiến tranh công nghệ cao. Tích cực đổi mới về tổ chức, phương pháp huấn luyện diễn tập, hiệp đồng giữa các lực lượng trong khu vực phòng thủ. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xác định tập trung vào thứ nhất là duy trì nghiêm chế độ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Thứ hai là tổ chức tập huấn nghiêm túc, chặt chẽ và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xác định cán bộ là khâu quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện. Thứ ba là đảm bảo tốt nhất thì cơ sở vật chất, giáo án, bài giảng, thao trường, bài tập, mô hình học cụ để tổ chức huấn luyện cho các đối tượng. Với mục tiêu huấn luyện, 100% cán bộ chiến sĩ được quán triệt, giáo dục đầy đủ các chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên. Tổ chức quản lý điều hành thực hiện kế hoạch huấn luyện khoa học, chặt chẽ, đảm bảo đúng đủ nội dung, thời gian cho từng đối tượng. Đẩy mạnh huấn luyện thể lực, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động di dịch chuyển, huấn luyện phòng chống khắc phục bão lụt, cứu hộ cứu nạn. Sau khóa huấn luyện kiểm tra, 100% phải đạt yêu cầu, trong đó 80% trở lên đạt khá giỏi, riêng cán bộ chủ trì 100% đạt giỏi. Trung tâm nâng cao chất lượng hội thi, hội thao và diễn tập. Trọng tâm là diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp, diễn tập khu vực phòng thủ của hai huyện Phong Điền, A Lưới, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình huấn luyện, diễn tập. Chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, sẵn sàng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, kết hợp chặt chẽ giữa công tác huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đối với đơn vị tiểu đoàn tăng thiết giáp 3 thì tập trung xác định để nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2023 thì cần phải xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có ý chí quyết tâm cao, biết đánh biết thắng, quyết đánh và quyết thắng. Xác định trong huấn luyện phải tập trung nâng cao chất lượng, làm chủ vũ khí trang bị trở thành kỹ năng, kỹ xảo. Đảng ủy chỉ huy trung đoàn thường xuyên chỉ đạo cho cấp ủy chỉ huy các cấp quán triệt và thực hiện có hiệu quả nghị quyết 1659 của Quân ủy Trung ương và nghị quyết số 755 của Đảng ủy quân khu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng đảng bộ năm 2023 và mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2023 của Tư lệnh quân khu và tiếp tục triển khai có hiệu quả và thực hiện nghiêm chương trình huấn luyện, nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, coi trọng nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là đối với cán bộ trực tiếp huấn luyện, cán bộ trung đội trưởng, tiểu đội trưởng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023, tại buổi lễ, Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát động phong trào thi đua ra quân huấn luyện với chủ đề huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối, gắn với phong trào thi đua cao điểm, ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 và phong trào thi đua lực lượng vũ trang tỉnh tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm chống lãng phí với các chỉ tiêu, mục tiêu thi đua cụ thể và thiết thực. Với khí thế thi đua và quyết tâm giành kết quả cao, ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, tại buổi lễ ra quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị đã tổ chức các hoạt động sôi nổi như biểu diễn văn hóa văn nghệ, hát múa dân vũ với chủ đề dưới lá cờ quyết thắng, trình diễn võ thuật của cán bộ chiến sĩ đại đội 20 trinh sát phòng tham mưu và lực lượng dân quân thành phố Huế với những pha đánh đối kháng có sử dụng vũ khí, biểu diễn quyền tay không, những màn nhào lộn qua hàng rào lửa, đặc biệt là màn biểu diễn khí công đã thể hiện sức mạnh, sự mưu trí dũng cảm của những chiến sĩ trinh sát và các chiến sĩ dân quân, đồng thời giới thiệu các sáng kiến mô hình, giáo án, bài giảng, phục vụ huấn luyện và sáng kiến cải tiến kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị.
Những sáng kiến này đã góp phần là cho đơn vị là sát với thực tiễn cũng như là tận dụng được cái nguồn nguyên liệu tại chỗ và cái tiết kiệm được cái ngân sách cũng như là nhân lực trong quá trình tổ chức thực hiện, góp phần cho cái công tác huấn luyện của đơn vị cũng như lực lượng vũ trang tỉnh là ngày càng đi vào chiều sâu và góp phần thắng lợi cho nhiệm vụ huấn luyện cũng như là nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh. Qua buổi huấn luyện ngày hôm nay thì tôi cảm thấy quy mô tổ chức lớn và hoành tráng, bên cạnh đó cũng có nhiều sự đổi mới. Điều đặc biệt là làm tôi ấn tượng nhất đó là phần khí công của đại đội 20 trinh sát thuộc phòng tham mưu. Nó giúp tôi cảm thấy rất là anh dũng và kiên cường. Với tâm thế mới, khí thế mới, cùng với những chủ trương giải pháp cụ thể, tinh thần đoàn kết quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ, tin tưởng rằng năm 2023, lực lượng vũ trang tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện đề ra. Qua đó góp phần cung cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Tạo tiền đề quan trọng góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Hình ảnh về lễ ra quân huấn luyện của lực lượng vũ trang tỉnh cũng đã khép lại chương trình chuyên mục quốc phòng toàn dân hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.